Những sao Việt nên duyên nhờ ông Tơ Bà Nguyệt mắc tay nhất Phi Bích. Mai Hồ và Nam Bùi, sáng 26 tháng 2, loạt ảnh lễ ăn hỏi của Mai Hồ và chồng sắp cưới điển trai rò rỉ trên mạng xã hội. Người đẹp khá kín tiếng trong chuyện tình cảm sau khi chia tay với Trấn Thành. Chính vì vậy, những bức hình người đẹp diện áo dài sánh đôi bên vị hôn phu khiến người hâm mộ hết sức bất ngờ. Tháng 10, 2016, Mai Hồ và bạn trai Việt Kiều lần đầu xuất hiện trong buổi ra mắt MV của Dương Triệu Vũ. Cô chia sẻ, người may mối cho cuộc tình này chính là Dương Triệu Vũ. Trong một dịp tình cờ, Dương Triệu Vũ ra Hà Nội diễn còn tôi đi công việc. Hôm ấy mọi người có hẹn nhau đi chơi với những người bạn của Dương Triệu Vũ ở đất về. Trong đó có người yêu hiện tại của tôi. Đó chính là cơ duyên để tôi và người yêu gặp nhau. Đặng Thu Thảo và Trung Tính. Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tính tổ chức đám cưới cổ tích vào ngày 6 tháng 10, 2017 trong sự chúc phúc của đông đảo gia đình, bạn bè và rất nhiều người yêu mến cặp đôi. Cuộc tình trai tài gái sắc bắt nguồn từ cái duyên trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung của Đặng Thu Thảo và doanh nhân Nguyễn Trung Tính. Cái tên của ông Mai mắc tay đã giúp hai trái tim kết nối, người khá quen mặt với các bạn trẻ doanh nhân Lê Đăng Khoa. Bữa tiệc sinh nhật của Lê Đăng Khoa cũng là ngày Thu Thảo cùng Trung Tính lần đầu gặp mặt và nên duyên. Lê Thúy và Khải An. Lê Thúy nên duyên với Khải An là nhờ sự may mối của Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng. Khi Tóc Tiên giải thích Khải An không phải là người đồng tính, Lê Thúy mới bắt đầu cởi mở hơn trong mối quan hệ. Họ nhắn tin, rủ nhau đi chơi rồi yêu lúc nào không hay. Từ khi công khai mối quan hệ với bạn trai, Lê Thúy gặp rất nhiều phán xét cho rằng cô kém sắc hơn Khải An. Luôn giữ im lặng trước dư luận, hiện tại Lê Thúy cùng chồng có cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ganh tị. Ông xã Lê Thúy luôn hết mực chiều chuộng và yêu thương cô. Bình Minh Anh Thơ. Có một khoảng thời gian, Bình Minh đầu quân cho công ty riêng của Trương Ngọc Ánh. Ngoài việc làm người mẫu, Bình Minh còn có cơ hội đóng phim chung với Trương Ngọc Ánh. Trong một lần quay phim ở Đà Lạt, Anh Thơ, bạn thân của nữ diễn viên được nghỉ phép nên cùng cô đi quay. Tại đây Bình Minh gặp Anh Thơ, nhờ sự may mối của Trương Ngọc Ánh mà cặp đôi tìm hiểu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Dù cách biệt tuổi tác và vướng nhiều tin đồn ác ý, nhưng đến hiện tại Bình Minh và Anh Thơ vẫn đang rất hạnh phúc. Cặp đôi có được hai cô con gái xinh xắn và đáng yêu. Chồng sắp cưới soái ca người đất của Mai Hồ giàu có quyền lực đến cỡ nào? Cả hai đã hẹn hò với nhau từ năm 2015 đến nay, nhưng gần đây mới quyết định đi đến tương lai bằng các nghi lễ. Sáng ngày 26 tháng 2, khán giả khắp nơi xôn xao khi tình cũ Trấn Thành Mai Hồ đã bí mật đính hôn với bạn trai soái ca tại nhà riêng. Mọi thông tin về lễ đính hôn này đều được nữ diễn viên giấu kín đến phút chót. Cô cũng chẳng đăng tải bất cứ hình ảnh nào lên mạng xã hội. Vào tháng 2, 2016, Mai Hồ công khai khoe ảnh tình tứ với một chàng trai lạ mặt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai đã nhận lời yêu nhau từ tháng 9, 2015. Trong một lần trả lời phỏng vấn cho truyền thông, Mai Hồ khá e ngại khi nói về người yêu. Cô chỉ tiết lộ bạn trai tên Nam Bùi và sống ở nước ngoài. Theo tìm hiểu, bạn đời soái ca của nữ diễn viên là người gốc Hà Nội nhưng sống và làm việc ở Đức. Anh sở hữu gương mặt điển trai vẻ ngoài nam tính, Nam Bùi hiện đang làm việc tại nước ngoài và thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Vì yêu xa nên anh thường xuyên sắp xếp thời gian để về Việt Nam thăm bạn gái. Không chỉ có ngoại hình điển trai mà Nam Bùi còn có gia thế giàu có. Rất nhiều bạn bè là nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí đã đến dự buổi lễ đính hôn của cả hai. Lan Phương bị ngộ độc thực phẩm ở tháng thứ 7 thai kỳ khiến người hâm mộ lo lắng. Diễn viên Lan Phương bị ngộ độc thực phẩm trong thời kỳ mang thai con đầu lòng khiến người hâm mộ lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương bất ngờ chia sẻ về ngộ độc thức ăn khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Nhưng rất may không ảnh hưởng đến em bé. Nữ diễn viên viết, hôm qua bị ngộ độc thực phẩm làm mình ói 4 lần, bao nhiêu cơ co bóp để tống mọi thứ ra một cách thốc tháo. Phát khóc lên vì đau và mệt. May sáng nay đỡ hơn một chút, hy vọng khỏe sớm để tập yoga cho tươi tắn trở lại. Từ ngày mang thai, Lan Phương luôn ăn uống và tập thể dục để mang lại chế độ dinh dưỡng tốt. Diễn viên Lan Phương bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng khi bị ngộ độc thực phẩm.
lúc mang bầu. Diễn viên cô gái xấu xí khiến người hâm mộ lo lắng, khuyên cô nên ăn uống kỹ càng và mong cô sớm hồi phục sức khỏe. Tôi ban đầu bị nghén nặng nên không làm được gì nhiều. Thời gian đó tôi còn bị ốm đủ thứ như viêm phế quản, viêm phổi, viêm xoang và sốt, nhưng không dám uống bất kỳ một kháng sinh nào, chỉ chữa trị bằng các phương pháp tự nhiên. Lan Phương đã chia sẻ trước đó khi trong thời gian mang bầu. Tôi không hề giấu giếm chuyện mang bầu với mọi người. Khi làm việc tôi cũng cố gắng làm thật tốt để không ảnh hưởng đến ai. Chỉ có điều cuối ngày tôi cũng rất mệt. Vì thấy tôi nhiệt tình và chẳng kêu ca gì nên các thành viên trong đoàn đều chăm sóc tôi rất chu đáo. Sau 3 tháng đầu tôi hết ngán và khỏe dần. Từ đó mỗi ngày tôi đều đi quay từ sáng sớm đến đêm. Mọi người trong đoàn đều phục tôi vì điều đó. Hơn 3 tháng mang thai đầu tiên tôi vẫn được ăn, nhưng cứ lăn vào là nôn thốc ra và người lúc nào cũng trong tình trạng buồn nôn. Điều khủng khiếp nhất là tôi ngán mùi của David và trở nên rất sợ mùi của anh ấy, dù ban đầu tôi rất thích nó. Cứ ngửi thấy mùi của anh ấy là tôi buồn nôn, dù vậy anh ấy vẫn rất kiên nhẫn chăm sóc tôi và biết mọi vấn đề, cảm xúc của tôi. Anh ấy hiểu tâm trạng của tôi lên xuống như tàu lượn nhưng không than vãn, dù chỉ một lời. Mỗi khi tâm trạng của tôi bị tụt xuống, anh ấy lại tìm cách để tôi phấn chấn hơn bằng cách nói chuyện vui hoặc đùa nghịch. Bắt chước cách tôi nói mùi anh kinh quá mỗi khi cả hai gần nhau, anh ấy thậm chí phải thay đổi hết dầu tắm, sữa tắm để tôi cảm thấy đỡ khó chịu một chút. Trong suốt thời gian tôi ốm nghén, David chưa bao giờ mất kiên nhẫn hay mất bình tĩnh với tôi, Lan Phương chia sẻ. Mang thai gần sang tháng thứ 7, nhưng vẫn tức bực với công việc dày đặc. Hôn phu ngoại quốc khuyên Lan Phương nên nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô tin sẽ làm được những việc phù hợp với sức khỏe hiện tại. Việc quay phim không dừng lại được, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi thấy khỏe ra rất nhiều hơn là ngồi nhà không làm gì hết, Lan Phương tâm sự. Dù mang thai tháng thứ 7, nhưng Lan Phương vẫn giữ được nét tươi xinh. Nữ diễn viên cũng né tránh không tiết lộ giới tính em bé. Hương Giang Idol vui vẻ nhắc về bạn trai cũ, bật lại MC Thái trong buổi phỏng vấn. Hương Giang Idol cùng 27 thí sinh đã có phần giao lưu trò chuyện với ngôi sao giải trí nổi tiếng của đất nước Thái Lan. Trong đoạn livestream, nữ ca sĩ trò chuyện dí dỏm cũng như giao tiếp tiếng Anh một cách trôi chảy. Sau khi bay sang Thái vào ngày 24 tháng 2, Hương Giang Idol cùng các thí sinh Hoa hậu chuyển giới quốc tế đang bắt đầu có những hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thi. Người đẹp Việt được nhận xét xinh đẹp, thân thiện và có nhiều tiềm năng tiến sâu trong đấu trường nhan sắc đang tham dự. Ngày 27 tháng 2, Hương Giang Idol cùng 27 thí sinh đã có phần giao lưu trò chuyện với ngôi sao giải trí nổi tiếng của đất nước này là Diana Fivo. Trong đoạn livestream, Hương Giang Idol xuất hiện khá lâu vì khả năng trò chuyện dí dỏm cũng như giao tiếp tiếng Anh một cách trôi chảy. Cô nàng đã khéo léo khoe được vẻ đẹp rực rỡ, không kém cạnh bất cứ thí sinh nào. Nữ ca sĩ cũng khiến cho công chúng cảm nhận được sự thân thiện đáng yêu của mình tại cuộc thi năm nay. MC hỏi, bạn tham gia rất nhiều show truyền hình thực tế, vậy bạn tới Miss International Queen 2018 với mục đích gì? Giang liền bật lại hỏi, cho mình hỏi bạn một câu nhé, nếu con bạn muốn trở thành người chuyển giới vậy bạn ủng hộ không? MC đáp, tôi hoàn toàn ủng hộ. Cô tự tin nói chuyện với Diana, lý do nằm trong câu chuyện của tôi, bố mẹ đã không ủng hộ khi tôi muốn chuyển giới. Họ mặc định là cái cây phải có màu xanh chứ không thể nào có màu hồng. Và đó là lý do họ không chấp nhận tôi chuyển giới. Tôi đã đến Thái Lan một mình để tìm lại chính bản thân, trở thành phụ nữ. Tôi tự tin tôi sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, là một người tốt. Lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi muốn mang câu chuyện của mình đến với nhiều gia đình trên thế giới. Khi họ vẫn chưa chấp nhận những đứa con của mình, tôi muốn lan truyền thông điệp để họ cho con cái được chuyển giới. Bởi ở Thái Lan, những người chuyển giới đều rất tuyệt vời và tốt bụng. Ngay lập tức, Hot Diana vô cùng bất ngờ với câu trả lời đầy thông minh của đại diện Việt Nam. Ngoài ra, trong phần giới thiệu về những thành tích của bản thân, Hương Giang Idol không quên nhắc đến giải quán quân chương trình cuộc đua kỳ thú mà cô tham gia cùng bạn trai cũ Fritlai. Tôi thích đi du lịch, đó là lý do tôi tham gia The Amazing Race 2014. Và bạn biết không, tôi là người chiến thắng mùa giải năm ấy. Bạn cũng nên thử tham gia đi. Tôi và bạn trai cũ là hội đồng. Sau khi chiến thắng, chúng tôi chia tay, Hương Giang Idol chia sẻ.
Khi được hỏi về nguyên nhân chia tay Chris Lai, nữ ca sĩ gốc Hà Thành giải thích, khi bạn cùng nỗ lực trong một trò chơi, bạn sẽ trở nên quá hiểu về nhau, đó chính là lý do. Trong đoạn trò chuyện, Hương Nhi Idol còn tự tin khoe giọng hát của mình. Phần giao lưu này đã gạt bỏ hoàn toàn những hoài nghi về khả năng ngoại ngữ của Hương Giang. Và một lần nữa đại diện Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao cơ hội và giành lấy phương miện. Mai Hồ phát ngôn, sau lễ đính hôn tôi sẽ không mời bạn trai cũ đi dự đám cưới. Mai Hồ cho biết, sau lễ đính hôn, cô sẽ qua Đức sinh sống và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc và bên cạnh ông xã. Sau khoảng thời gian dài yêu nhau, vào sáng 26 tháng 2, nữ diễn viên Mai Hồ đã bí mật tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng cùng bạn trai là Việt Kiều Đức sau gần 3 năm tìm hiểu và yêu nhau. Buổi lễ được diễn ra theo đúng các nghi thức truyền thống và tổ chức tại nhà riêng của nữ diễn viên tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Vốn là người kín tiếng, đặc biệt về chuyện tình cảm cá nhân, buổi lễ đính hôn của Mai Hồ diễn ra rất bí mật, chỉ mời một số bạn bè nghệ sĩ thân thiết, Ngọc Thanh Tâm, MC Hà Trinh, Sĩ Thanh, Diệu Nhi. Một lý do khác mà nữ diễn viên không chia sẻ quá nhiều về sự kiện quan trọng này trước đó, vì cô muốn giữ một không gian riêng tư, ấm cúng, dành cho gia đình hay họ bạn bè. Trong gần 3 năm yêu nhau, mặc dù có khoảng cách khá xa về địa lý, nhưng tình cảm giữa Mai Hồ và Nam Bùi ngày càng bền chặt, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Dù khá bận rộn với công việc riêng, nhưng ông xã của Mai Hồ luôn sắp xếp thời gian để thỉnh thoảng bay về Việt Nam thăm người yêu. Ngay sau lễ đính hôn, Mai Hồ đã có buổi trò chuyện ngắn. Cảm xúc của chị như thế nào sau một ngày đính hôn cùng với ông xã điển trai? Đối với tôi bây giờ là cảm xúc vô cùng hạnh phúc vì đã có một đám hỏi vô cùng ấm cúng bên gia đình và người thân. Thực sự ban đầu bản thân tôi không muốn công bố chuyện đám hỏi với mọi người. Tuy nhiên, vì một vài sự cố nên mới bị tiết lộ. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện vui nên tôi cảm thấy rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho vợ chồng tôi. Chị có thể cho biết, sau đính hôn thì bao lâu cả hai anh chị sẽ tiến tới một đám cưới như mơ? Bản thân tôi cũng như ông xã đã có những dự định cho việc này. Khoảng 1 đến 2 năm nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Vậy đám cưới sẽ được diễn ra tại Việt Nam hay ở Đức? Theo kế hoạch thì đám cưới sẽ được diễn ra tại Việt Nam và cả bên Đức, vì hiện tại gia đình của tôi cũng đang sinh sống tại Việt Nam. Đám cưới của anh chị sẽ mời bạn trai cũ chứ? Thật ra, theo quan điểm của tôi, đám cưới của mình sẽ không có sự hiện diện của bạn trai cũ. Sau đính hôn bạn trai Việt Kiều, kế hoạch tiếp theo của chị có gì thay đổi không? Sau lễ đính hôn, tôi và ông xã sẽ về Đức để sinh sống và làm việc. Bản thân mình cũng muốn ở gần để có thể chăm sóc cho ông xã. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ tranh thủ đi về Việt Nam để thăm hỏi gia đình và bạn bè thân.